Lê Quyên cười nhiều từ ngày có hậu dọn vào căn biệt thự trăm tỷ. Lê Bảo Châu hòa thuận với mẹ vợ tương lai. Mẹ ruột của Lê Quyên năm nay đã ngoài 80 tuổi, được con gái đón từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh chăm sóc tuổi già. Từ tháng 8 năm 2024, cuộc sống của Lê Quyên có thêm nhiều niềm vui. Mới khi thuyết phục thành công Meru từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sống cùng cô mới đây trên trang cá nhân Nữ Hoàng Phòng Trà đăng tại hành khắc đi ăn cùng mẹ. Nhìn trong ảnh Lê Quyên cười hạnh phúc kèm theo lời nhắn, tầm bổ cho Hoa hậu. Được biết mẹ của nữ ca sĩ năm nay đã hơn 80 tuổi, có sức khỏe tốt. Lê Quyên thường gọi bà là Hoa hậu như năm qua của ít khi chia sẻ về mẹ. Đến khi bà dọn về chung sống, nữ nghệ sĩ vô cùng hạnh phúc liên tục khoe hình ảnh quay quần bên mẹ để tỏ lòng hiếu thảo, lê quyên tâm sự trước đó. Giấc mơ có thật, bao nhiêu năm tôi dù mãi mà mẹ vẫn yêu Hà Nội không chịu vào ở với con gái út. Tôi không dám ép, chỉ kiên trì thuyết phục và thật tuyệt vời vào đúng mùa lễ vu lan năm nay mẹ đã đồng ý trên trang cá nhân nữ hoàng phòng trà. Thường xuyên đăng tải hoạn hát mẹ đồ sinh hoạt bên trong căn biệt thự trăm tỷ. Song ca giấc mơ có thật tâm tắc hẹn ngợi, cơ ngơi của mình trông đẹp từ ngày có Hoa hậu U90. Bên cạnh đó Lê Quyên còn khoe hành hát, bàn đời Lâm ở Châu chung sống hòa thuận với mẹ vợ tương lai. Ngày 14 tháng 9 vừa qua, nhân ngày rỗ, tổ nghề sân khấu cặp đôi để đưa mẹ, cùng đến thắp hương lễ bái. Mẹ ruột của Lê Quyên có quan thể thân thiết, thoải mái, thường xuyên tương tác với con rể tương lai trước đó. Nữ ca sĩ từng chia sẻ hình ảnh đầy gia đình tụ họp, ăn uống tại căn biệt thự ở Đà Lạt. Mẹ của cô đã đứng cạnh làm bảo châu mời mọi người dùng bữa. Lê Quyên cho biết được đoàn viên ở bên những người yêu thương thật là hạnh phúc, đón được mẹ vào thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc sống của tôi càng tròn vẹn, Cô gia đình sắp tới sẽ đưa mẹ đi chơi hấp thế gian. chia sẻ đắng sinh thành, Lê Quyên từng kể mẹ cô là người gốc Hà Nội, còn bố cô gốc Hải Phòng, cô sinh ở Hà Nội. Nhưng hồi còn nhỏ với gia đình gặp chuyện không nên, bố mẹ cô đã mua một căn nhà ở Thái Nguyên. Nữ ca sĩ chuyển lên đó sống đến hết trung học phổ thông mới về lại Hà Nội. Sau khi thành công, Lê Quyên hiếm hi nhắc về gia đình. Chứ một lần chia sẻ vào năm 2020, nữ ca sĩ cho biết cô muốn bảo vệ sự riêng tư cho mẹ nên không hay nhắc về bà. Lê Quyên bộc bạch bởi Quyên không muốn ở tuổi 80. Mẹ tự nhiên là trở thành người nổi tiếng, thấy rồi mẹ đi chờ, mẹ có lỡ hờn hay mắng mỏ ai đó với tốc độ kinh khủng của thời buổi công nghệ thông tin. Ai quê mẹ đưa lên Facebook thì khổ thành mẹ. Mẹ 80 rồi, thất thập cổ lai thi rồi, mẹ chắc chắn không đủ tỉnh táo và đủ bản lĩnh. Quyên muốn giữ túi già của mẹ được bình yên. Mẹ muốn nói gì cũng được, muốn ăn gì ở đâu. Lỡ có mắng ai to một tí cũng chẳng ai biết mẹ là ai cả. Hiện tại, Lê Quyên có cuộc sống viên mãn, sự nghiệp thành công, gia đình đều êm ấm. Bên cạnh mẹ ruột, nữ ca sĩ còn có chỗ dựa là Lâm Bảo Châu và con trai Kỳ Anh, con chung với chồng cũ Đức Huy. Sau hơn 5 năm gắn bó, Lê Quyên xem Lâm Bảo Châu là bạn đời. Người đẹp nói biết ơn vì bạn trai luôn bao dung và yêu thương cô hết mực. Nữ ca sĩ chưa biết có mối tình kéo dài 10 năm nhưng cũng có người chỉ yêu vài tháng và đến tới hôn nhân. Mối quan hệ của tôi và Châu đến nay đã bước sang năm thứ năm. Vậy tại sao không xem nhau là bạn đời để thoải mái? Còn sự viên mãn ở tương lai thế nào tùy vào nỗ lực, cố gắng của hai người? Chuyện tình cảm của lời Quyên và bạn trai kém 12 tuổi ngày càng mạnh nồng. Thời gian qua cặp đôi luôn đồng hành cùng nhau như hình vi bóng. Không chỉ chăm sóc bạn trai từng ly từng tí, Lan Bảo Châu còn thường xuyên tháp tùng nếu ca sĩ tham dự các sự kiện showbiz.